hơn 600 năm qua, lịch sử vẫn còn ghi người hai lần khai quốc và ý nghĩa tên của người là ngọn lửa sáng ngời nguyên si. Người anh hùng, người con làm hồng, đã giảng danh trang sử vang dân tộc. Cuộc đời người là ngọn lửa sáng ngàn đời. Thượng tướng quân uy phong, hào khí thiêng làm sơn trăm trận lập công. Bao nhiêu gian nan hiểm nguy, nguyên sĩ vẫn luôn trung trinh, quyết chí đánh tan quân Minh. Đất nước vui giải phóng, náo nước trong khai hoàn rộn vang câu ca Bình Ngô đại cao, vang dội non sông. Đại thần bốn triều vua, dẹp loạn bọn đồn ban vương vàng giang sơn. Nhân dân tôn vinh người ca thái uy, thái sư lưu danh, nguyên sĩ tâm thương trung quân, sang soi muôn đời sau, hậu thế mai tôn thờ ghi nhớ công lao. Bình Ngô khai quốc, tịnh nạn chúng hưng, hồn nhiên như ngọc trắng khoe tươi, nghiêm mặt ở chiều như thanh gươm mới tuốt. Nhớ mặt trời mà nâng lên cao, công nguyên si sánh cùng trời sao, thiên thu tỏa sáng. Trường chinh chiến khắp khung trời Nam,
từng chém hai Việt gian là Phạm Đồn và Phan Hàn. Phò Thánh Tông nhà Lê vượt khó nguy lên ngôi báu, nhìn đời sau vẫn nhớ công thần danh thương, lòng vì dân yêu nước tròn kiếp không phai. Đời sau còn ghi nhớ đến người vì dân từng can trường truy sát phá tan giặc Minh, là cháu con dòng tiên nguyện một lòng vì quê hương, đuổi lũ quân giặc xưa còn dã tâm qua xâm lấn, vì đời sau giữ nước đem về quan ai, đồng lòng đi chiến đấu gìn giữ vững biển đông. Một công thần khai quốc dưới thời Hậu Lê, người anh hùng Nguyễn Xí sách nay còn ghi, cùng Chí Linh cùng vua từng chinh chiến bao đêm ngày, đuổi lũ quân nhà Minh từ Bắc phương qua xâm lấn, cùng đoàn quân Bắc Việt xem thường sinh tử, ầm ầm như vũ bão tràn lên phá quân Minh. Việt quân nhiều phiên theo tướng quân ra thành Đông Quan, làm cho giặc Minh thêm thất kinh suy tàn đầy đó. Tướng giặc Đông Thông đem Việt Minh đỉnh cao tận về. Khắp khung trời Nam từng chém hai Việt gian là Phạm Đồn và Phan Hàn. Phò Thánh Tông nhà Lê vượt khó nguy lên ngôi báu, nhìn đời sau vẫn nhớ công thần danh thương, lòng vì dân yêu nước tràn kiếp không phai. Đời sau còn ghi nhớ đến người vì dân từng can trường truy sát phá tan giặc Minh, là cháu con dòng tiên nguyện một lòng vì quê hương, đuổi lũ quân giặc xưa còn dã tâm qua xâm lấn, vì đời sau giữ nước đem về quan ai, đồng lòng đi chiến đấu gìn giữ vững biển đông. Từ đây đền thờ Thái Sư không có công nguyện gì, lấp lấp sinh sôi qua nhiều thế kỷ, uống nước nhờ nguồn gốc cội tổ tiên. Con cháu Nguyễn Đình đi khắp mọi miền, dù nơi mô cũng vượt qua gian khó, biết bao người làm giang danh dòng họ, người vui ruộng dân, người xuất ngoại mưu sinh. Con cháu Nguyễn Đình sâu nặng nghĩa tình, xây cuộc đời bằng bàn tay và khối óc, được tư cương vượt khó đi lên, không để thua người kém bạn gần xa. Ôi đền tư cương của công nguyên sĩ, ở đây linh thiêng đất trời nghỉ hợp, hương tỏa thơm nhớ tổ tiên.
nhân dòng tộc đã sinh sôi những thế hệ sau này. Anh xa quê bao tháng năm dài, hãy nhớ về nguồn nơi cửa sông cửa biển, nơi cha ông xưa khai sinh lập hiến. Nghi Lộc Nghệ An nơi văn võ hào hùng, Nghi Lộc Nghệ An ôi biết mấy tự từ đây đến thờ tái xưa không có công nguyện gì, lớp lớp sinh sôi qua nhiều thế kỷ, uống nước nhờ nguồn gốc cội tổ tiên. Con cháu Huyền Đinh đi khắp mọi miền, dù nơi mô cũng vượt qua gian khó, biết bao người làm giang danh dòng họ, người vui xuồng dân, người xuất ngoại mưu sinh. Con cháu Huyền Đinh sâu nặng nghĩa tình, xây cuộc đời bằng bàn tay và khối óc, được tư cương vượt khó đi lên, không để thua người kém bạn gần xa. Ôi đền thờ cương của công nguyện gì, ở đây linh thiêng đất trời nghỉ hợp, hương tỏa thơm nhớ tổ tiên dòng tộc đã sinh sôi những thế hệ sau này. Anh xa quê bao tháng năm dài, hãy nhớ về nguồn nơi cửa sông cửa biển, nơi cha ông xưa khai sinh lập hiến. Nghi Lộc Nghệ An nơi văn võ hào hùng, Nghi Lộc Nghệ An ôi biết mấy tự hào. Ôi đền thờ cương của công nguyện gì, ở đây linh thiêng đất trời nghỉ hợp, hương tỏa thơm nhớ tổ tiên dòng tộc đã sinh sôi những thế hệ sau này. Anh xa quê bao tháng năm dài, hãy nhớ về nguồn nơi cửa sông cửa biển, nơi cha ông xưa khai sinh lập hiến. Nghi Lộc Nghệ An nơi văn võ hào hùng, Nghi Lộc Nghệ An ôi biết mấy. Hơn 600 năm qua, lịch sử vẫn còn ghi người hai lần khai quốc và ý nghĩa tên của người là ngọn lửa sáng ngời nguyên si. Người anh hùng, người con làm hồng, đã giảng danh trang sử vàng dân tộc. Cuộc đời người là ngọn lửa sáng ngàn đời. Thượng tướng quân uy phong, hào khí thiêng làm sơn trăm trận lập công. Bao nhiêu gian nan hiểm nguy, nguyên sĩ vẫn luôn trung trinh, quyết chí đánh tan quân Minh. Đất nước vui giải phóng, náo nước trong khai hoàn dồn vang câu ca Bình Ngô đại ca. Rồi non sông đại thần bốn triều vua, dẹp loạn bọn đồn ban vương vàng giang sơn. Nhân dân
tôn vinh người ca Thái uy Thái sư lưu danh, nguyện sĩ tâm thương trung quân sáng soi muôn đời sau, hậu thế mai tôn thờ ghi nhớ công lao. Bình Ngô khai quốc, tịnh nạn chúng hưng, hồn nhiên như ngọc trắng khoe tươi, nghiêm mặt ở chiều như thanh gươm mới tuốt, ngỡ mặt trời mà nâng lên cao, công nguyên si sánh cùng trời sao.